Dạ quý, xin chào tất cả quý bà con nông dân, những người cùng làm cà phê tiêu bơ sầu riêng. Hiện nay quý đang dùng con bét Atom để quý tưới cho toàn bộ bơ, sầu riêng, cà phê tiêu luôn, tưới 4 món luôn. Thì thứ nhất là nó được lợi là nó sẽ bổ sung nước cho tiêu, hiện nay đang giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và Và tưới xong cái đợt này, sau này thu hoạch xong thì tiêu có thể đi vào giai đoạn xiết nước cũng được. Thứ hai là rệp sáp trên cà phê, toàn bộ rệp sáp nó sẽ lạnh và nó sẽ hạn chế được cái rệp sáp. Và thứ ba là nhện đỏ trên sầu riêng cũng sẽ được giảm đi, bởi vì là nhện đỏ rất là sợ nước. Và cái cách quy lắp đặt như thế này, ở phía dưới con bếp 6 mét này thì nó có hai sợi dây quý buộc cố định, một sợi gần dưới chân trụ, một sợi cao một tí đây, và bếp này có khóa luôn để xả nước. Thì xương xuống thì hiện nay chúng ta làm cà phê thì cái việc mà rệp sáp hoành hành phá hoại cà phê là một cái điều hết sức nghiêm trọng. Thì khi chúng ta tưới bén như thế này với cái lạnh của nước thì nó hạn chế được rất là nhiều rệp sáp, và sau khi bông khô bà con hãy dùng cái vòi xịt nước trước đây như quý chia sẻ để chúng ta xịt bớt cái rệp sáp trên bông. Và hiện nay có nhiều dòng thuốc xịt trên cà phê thì nó không có được hiệu quả lắm đâu. Thì mọi người có thể lên TikTok Đặng Dầu Quý, TikTok Đặng Dầu Quý để xem cái video mà quý đã dùng nó để xịt rệp sáp trên cà phê và rửa được nhện đỏ như thế này, cực kỳ hiệu quả nha bà con. Đây là những là điều quý làm, quý thấy hiệu quả thì xin chia sẻ với bà con để chúng ta cùng nhau làm. Xin chân thành cảm ơn.